Vâng, xin chào mọi người, bác đã trở lại với trang ký của ngày xưa. Hôm nay lên cặp kính của Pháp nhé, trước vào kênh bác là supply xe thì nó giá trông tốt. Và đây là mã số 1 nhé. Kính này về nhiều lắm, đi rất nhanh, nó kịp tiến độ rồi. Vâng, đây là cây San Diêu Pháp xưa thập kỷ 1950 nhé, có là xe càng 40, xe ngang 13,7 nhé. Cái này mắt mà nô trà. Mắt nô trà là bác đi được ngày, tức là mình sẽ đi được 4 mùa. Đấy là nâu trà nhạt, còn nâu trà đậm mình chỉ được mùa hè thôi. Đấy là phải rõ ràng luôn. Và thứ hai, cái dòng này sau bác con tuổi thay mắt cận thị, đảo thị, viễn thị, toàn thị rất là ok. Bây giờ em sẽ quay ngang, quay dọc rồi lát nữa thì em sẽ đi chi tiết bên trong nhé. Đấy, rất là rõ ràng luôn. Đây là mã số 1, cây San Diêu Pháp xưa thập kỷ 1950 nhé, chuẩn áo nhất nhé. Hàng chuẩn áo nhất. Ở cầu giữa thì nó có chuyện vương và chữ San Diêu số 2, cái ven thay rồi cũng lại zin hết nhé. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ số điện thoại lâu năm khẳng định là bên tên tuổi thương hiệu rồi, quá an tâm yên tâm. Bây giờ đi sang hai cạnh bên đều nó có cái chuyện vương. Đó. Đây là càng phải là càng trái anh thấy này. À. Bên ngoài thì nó có hoa văn họa tiết này, gọi là hoa dâu đấy. À. Bên này thế này, hoa văn họa tiết nhé. Đây là mã số 01 nhé. Đấy, hoa văn họa tiết nhé. Đấy. Rất là rõ ràng luôn. San Diêu Pháp xưa thập kỷ 1950, cái này size 140 nhé. Vâng, đây là mã số 1 này. Trước bán toàn 55, 56 này, bây giờ bán giá gì luôn. Vì khi về số lượng lớn hàng trăm cây, hàng nghìn cây, giá tốt, giá hợp bình, hợp lý, hợp lý thì em đưa giá tốt ạ. Vâng, giá cái này 5 triệu 3 nhé, 5.300k. Giá 5 triệu 3, 5.300k. Đây là mã số 1 nhé. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản em bao ship, bác nào ship cốt, vui lòng đặt cọc 100 đến 200 tùy giá trị kính nhé. Về thời gian gửi hàng em sẽ gửi được 1-2 ngày, chậm nhất là 3 ngày. Về thời gian bán hàng em bán từ 8 giờ sáng đến 2-3 giờ, từ 8 giờ đến 11 giờ tối, tất cả ngày tuần, không nghỉ nào kể cả lễ Tết. Với điều kiện bắt điện thoại trước tránh tình trạng đến là xuất quá thêm vì thẩm định đến ngày hồi xưa. Bắt điện thoại trước là em liên tiếp bán từ xa tại 390 hành trình này, địa chỉ và số điện thoại lâu năm. Tất cả mua kính ở đầu cổ phải chọn được cái địa chỉ số điện thoại lâu năm. Phải rõ ràng về hình ảnh của một con người, giọng nói tròn vành con tiếng rất quan trọng luôn. Đấy. Còn đối tượng bán mà không có địa chỉ, không số điện thoại vứt đi hết. Hoặc chỉ có mua số điện thoại mà không địa chỉ, gạt bỏ luôn. Đấy, rủi ro rất lớn. Còn đây là mã số 1 nhá, giá 5 triệu 3 đấy. Rất rẻ đấy, so với trước đấy bạn. Xong mã số 1 nhá. Bây giờ đi sang mã số 2. Xem cái gì đây. Đây là mã số 2 nhé. Vâng. Mã số 2 đây là Amazon Pháp Sư Thạch Quỷ 1950. Con này xanh ngang sẽ càng 40 nhé. Vâng. Con này thì cái mắt nó là mắt xanh. Tức là đấy, mắt xanh. Mắt xanh giống như mắt xanh R3 của giấy băng. Nhưng mà đây là mắt Mica. Thì tuy nhiên nó hay ở chỗ là cái dòng Mica đeo rất là nhẹ nhàng hơn so với dòng mắt mắt thủy tinh. Đấy. Xanh rau muống nhá. Vâng. Đây là màu răng khắp xưa thập kỷ 1950, cầu to cầu đều nhá. Cái vẹt hay rồi là gì hết nhá. Ở cầu giữa có chữ Amo và hai trận vuông này. Tất cả thông tin về kính em cẩn thận lắm, đều ghi bên dưới video. Kèm theo địa chỉ số điện thoại lâu năm mà khẳng định lên tên tuổi thương hiệu rồi. Quan tâm yên tâm. Đấy là cầu giữa. Tiếp theo càng bên phải nó có chữ Amor Marari và đăng C. Cầu giữa và càng phải đấy nhé, càng trái nó không thể hiện. Vâng. Đấy nhá, rất rõ ràng nhá. Chuẩn chỉ lắm. Vâng. Đây cái ve thay rồi nhé, còn lại zin hết nhá. Đấy, để chia sẻ luôn. Mọi thứ là rõ ban ràng, u vân kê. Vâng. Mới vân cắng. Bộc vàng sáng gương đó là hàng thật, hàng dở, hàng giả, hàng nhái nó trẻ đêm 3 ngày. Và đối tượng hàng dở, hàng giả, hàng nhái nó sẽ không công khai hình ảnh của một người, giọng nói không tròn vành cái tiếng. Đặc biệt đối tượng thuê con gái bán là phần trăm chỉ một vài tháng, một vài năm, ủ thái quyền. Giỏi lắm thì vài năm là ủ thái quyền, rượu mới biển cũ chuyển sang hệ khác. Lưu ý vấn đề này, hết sức cảnh giác. Ấy. Vâng, đây là mã số 2 nhé, Amazon phát xuất thập kỷ 1950 sang 140 nhé. Và cái này kính này có giá là 7 triệu tư 7.100k nhé, 7 triệu tư 7.100k. Về quy trình mua bán thì bác nào chuyển khoản mà ship ship code là cọc 1-200, tất cả ship code kính cửa đồ cổ là cọc 1-200, không nên là cọc một vài triệu,
bởi vì giao rủi ro rất lớn, rất nhiều bác bị mắc bẫy là cả một vài triệu đối tượng nó treo đầu dây bán thịt chó, rồi nó lượn mất, nó biến mất, nó ngược mất, nó sủi tăm luôn, không lượn, nó không, nó sủi tăm luôn đấy. Cho nên là rất nhiều em bị trong tình trạng như thế đấy. Cho nên là mua bán kính cổ đồ cổ phải chọn được cái địa chỉ bán hàng và số điện thoại bán hàng song hành với nhau, dễ nhìn tiền như bên này, kể cả trong nước ngoài nước đấy mới là ok được. Chứ còn nếu mà không có những cái yếu tố như thế thì các bác nên gạt bỏ, loại bỏ nhanh, khẩn trương, không mắc bẫy. Đấy là kinh nghiệm đấy. Và giá 7 triệu tư nhá, hàng chuẩn đau nhất nhá, hàng chuẩn đau nhất là anh Pháp Mỹ đấy. Cho nên em phải nói là chuẩn đau nhất, bởi vì sao, có cái nickname là Tuấn Mai bình luận là cái gì, nhìn biết ngay là hàng giả Trung Quốc à, cái gì là sao bảo bọn Trung Quốc làm thật 100%. Em xin lỗi câu này, cái nickname Tuấn Mai là nick ảo, nick giả, nick ảo nhá, nick ảo của những bọn bán hàng dởm, hàng giả, hàng nhái ở trong năng lượng Bắc, chẳng hạn như bọn Ngõ Lan Ba Hồ Bãi Cát này, bọn Odomark này, bọn Ngõ 216 của Linh Phan Long Biên cũng là bên Odomark, rồi là bọn Triều Khúc Thành Xuân này, bọn Tứ Liên Bợ, rồi là bọn cái gì Gia Lai Kon Tum này, Đắk Lắk, rồi là bọn Buôn Ma Thuột, rồi bọn trong tỉnh Việt Nam. Đấy là cái bọn nó bán hàng giả nhái. Xong đó là, bởi vì khi em nêu những bọn tên hàng giả nhái ra, thì bọn nó dùng nick ảo để nó chọc máy, nó phá đối. Chứ còn nếu mà biết thì hãng 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 bình luận, còn không biết đấy thì hãng lắng nghe. Người ta biết hãng đơn thước, không biết là dựa cột mà nghe đấy. Chứ còn đã bình luận là bình luận phải chuẩn chỉ luôn, từ câu chữ con tôi nó chuẩn chỉ, mà làm sao phải có học thức. Chứ bình luận cái kiểu mà phá dối ấy, thì nên cẩn thận kẻo cái miệng bạn cái thân đấy, là phải nổ thẳng xuyên thủng luôn. Chứ còn nếu em nói từ comment ra ấy, thì cái nickname Tuấn Mai ấy, trình độ học vấn nó còn thấp ấy, thì nó sẽ không hiểu là gì đâu, vì không biết tiếng Anh mà. Đấy, cho nên là em phải nổ thẳng luôn là bình luận nó phải chuẩn chỉ vào. Thế còn nếu như cái nickname Tuấn Mai mà cảm thấy không thoải mái, có thể gọi điện hẹn sau 24 giờ. Đấy, vì từ 8 giờ sáng 2-3 giờ là em sẽ dành anh em cơ đồ cổ rồi mà. Nhưng còn tiếp những cái thành phần như thế là phải sau 24 giờ. Đấy là phải xử lý gọn. Và xong mã số 2 là đến mã số 3 nhé. Mã số 3 đây là cái bộ COVID đa năng thôi. Bộ này thì chia sẻ nhiều rồi. Bộ này giá là 300.200k. Đấy, bộ này bán giá là 300.200k nha. Đây là hai cái đầu khẩu nhé. Bên này là các đầu tua vít hai cạnh, bốn cạnh lục lăng. Lục lăng là vặn mở ốc sao hoa khế nhé. Và giá chỉ 300.300k. Bộ này rất tiện là các bác đi đâu bác bỏ vào túi quần túi áo, cốp xe, rất là tiện luôn. Mà mình sử dụng rất nhiều thứ, vặn mở đồng hồ, kính mút bật lửa, rồi nhiều cái chi tiết nhỏ đó. Đó, bác đi đâu mua có thể mình mua món đồ đấy, mình mở cái này ra mình tháo mình xem cái đằng sau cái đồng hồ hay cái gì đấy, cái máy ảnh đấy, mình biết được cấu hình seri đầy máy bao nhiêu, rất là tiện luôn, mà chỉ có 300.000 thôi. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn các bác xem video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.